Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với tự game Root nha mọi người. Thì uh, mọi người biết đó, sau khi mà khoảng cái thời gian mà đâu đó chắc là uh, 3 năm hơn mình chơi Root thì không biết là uh, mình gọi là mình đã có được cái những cái vật phẩm gì nè, xong rồi uh, À, vũ khí nè, xong rồi item, xong rồi mastery rồi những cái mà mình cài được thì à, à, Còn có những gì thì ngày hôm nay mình sẽ thử mình à, à, Cho mọi người xem thử bao nhiêu năm mình chơi à, gọi là gần 3 năm mình chơi lốc rút Thì những cái vật phẩm mình có được nè xong rồi những cái đồ mà mình săn được nè xong rồi mình farm được bao nhiêu cái món đồ 600 mastery nữa các thứ linh tinh thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cho mọi người xem nhá coi thử coi có cái độ cài cú của mình coi có được uh, uh, nói chắc là không bằng nổi vector đâu chắc gọi là được là uh, một nổi bác được rồi mọi người ạ à. chứ vector uh, thì một người gọi là chuyên gia đi farm 600 mastery khá là nhiều mình thì chỉ có vài món chắc là đếm đếm chắc không biết là được một chục món 600 battery không nữa. Xong rồi vũ khí không biết là có đầy đủ chưa nữa rồi item nữa nhiều thứ lắm. Thì à, mọi người hôm nay mình sẽ cho mọi người xem rồi coi mọi người coi coi bổ sung vô thử coi mình thiếu những cái gì nha. Thì à, trước tiên khi mà vào thì gọi là cũng giống như thường à, thường lại thôi mọi người ạ. À. à lại nói chuyện với cái ông bán à, DF một xíu nha. Đấy. Đấy trái kim cương Ôi giời ơi, thôi rồi thôi vứt đi à, đây những thứ mình sở hữu mà được sáu bây giờ mình sẽ đến những thứ những món mà mình sở hữu được 600 là gọi là 600 battery nữa mọi người thì mình nhớ không làm là mình có đây cái kiếm này thì đây là một trong những cái kiếm 600 battery hình như đầu tiên của mình đây đây là cây yoru yoru 600 battery đấy hình như là yoru 600 battery rồi còn những cái gì nữa ta Vô 600 battery nè, mình nhớ rồi, một trái mình vừa farm lên 600 battery nữa, đó là trái à, uh, uh, trái xà đào, trái xà đào thì mình chưa có chỉnh diễn, mình không dám lấy ra ăn mọi người. Đây, mình có trái xà đào này, trái mu chi, rồi cho đi thì nhìn cầm ra làm gì? Đó, trái phượng hoàng, trái bao bao, trái trắng kiến. Đấy, những trái này thì mình có thể cho mọi người được, mình chỉ dở là một trái mu chi thôi nha. Mu chi thì um, Uh, mình có vĩnh viễn rồi ừ đúng rồi mình sẽ cho mọi người coi những cái thứ đi những trái df nào mà mình có được vĩnh viễn nữa để không mọi người không có biết đây đầu tiên là mình sẽ có trái bơm đương nhiên rồi trái bơm trái gai trái uh, này nữa trái này là trái um, chớp đó những trái này trái mới thì mình không có đây trái lửa mình cũng vĩnh viễn nè trái băng nữa nè mọi người ạ à. mấy trái này thì không không trái này là được leader tặng nha mọi người Trái pika này hồi hồi buổi đó mọi mình mình nhớ là một ngàn mốt robot hồi đó là rất khá là đắt mà trong tem leader tặng cho mỗi người một cái uh, pika vĩnh viễn tính ra là kỳ đó leader tiêu gần 10.000 robot đấy thì khá là gọi là đại gia đó nha đừng có đồ đấy qua ke cũng vĩnh viễn nè rồi trái này cái phật tổ vĩnh viễn đó nè đấy trái ba trái uh, trái phượng hoàng trái phượng hoàng thì được uh, bác tô tặng mọi người à đấy. trái bầu mình cũng khá là thích nhưng mà chưa trái mochi này thì được fan tặng nè Xong rồi trái này cũng được fan tặng luôn nè mọi người ạ. À. Còn những trái này thì uh, gọi là up mới đây mình không có có được. Hãy điểm coi. À, uh, 1 nè, 1 2 3 4 5 à 6 7 8 9 10 11 mình có 11 cái DF chỉnh viễn thôi cũng không không coi là không là bao nhiêu cả chỉ có vài trái chủ hạn trái mochi nữa trái mochi là cái trái rất là quan trọng chuẩn bị uh, update uh, update tới nó sẽ thức tỉnh bây giờ thì mình sẽ uh, đi dạo qua cái rương đồ của mình đi mọi người à. dạo qua cái rương đồ của mình đi coi có những gì diễn, diễn tiếp nha uh, à, có những cái, cái cái, cái cái item nào mấy cái item này thì chắc là bỏ qua đi mấy tem này bỏ qua đi mình sẽ coi là những cái tem gọi là từ huyền thoại tạo lên thôi nha mọi người thì coi mình đã đầy đủ chưa đây kiếm này, kiếm bút đi nè, kiếm mấy cái kiếm này là bên C2 nè. nó áo râu đen. Áo râu đen kiếm uh, kiếm này là cái kiếm Yoru mini nha mọi người. Cái Yoru mini làm bao, bao người uh, sắc quắc sang ban. Dương miệng hánh là cái gì mình không biết nha. Cái này là cái dàn nạn của uh, cái cái ná của thằng Ui nè, cái kiếm của uh, thằng uh, hình như ta cái kiếm của thằng thằng Rafanga đi quạch lo nữa nè đó bán dạ kiếm mấy cái món này là món đồ rất là lạ lạ mình không có biết đó như thế này là cây gậy của thằng uh, Ino đấy kiếm tại sao bao nhiêu mình làm clip mỗi lần mình thấy cái kiếm ra mình rất là hắc mắc nha <laughs> kiếm saber kiếm say đi sa sa đi cái này là cái cung của bon hành cốc này xui xui cái kiến của Doflamingo Cái, cái, cái ba của hàng Katakuri uh, Đấy Đây, mình trong những cái kiếm lúc mà mình chưa có cái uh, Lúc mà mình chưa có cái uh, cây Yuru Thì mình rất là thích cái cây cái... Mình có cái tam kiếm giả đó nha mọi người rất thích cây này luôn, không biết cây này 600 mtr chưa Chút mình sẽ lấy ra xem thử nha Đây, Đây là Yama nè Yama Rồi cây cây Tuxita. Còn một thứ nữa mình nhất định là lần mình phải lấy tại vì mình rất là thích kiếm mọi người đó là cái cây, cái cây cái cây cái cây lưỡi hái ở bên ở bên cái cái thiền á mình chưa có được chắc là à, sắp tới mình sẽ lấy cái kiếm đó mình làm clip cho mọi người coi nha cái này thì mình chưa 600 battery à phải thôi mình cái kiếm này mình chưa 600 battery mọi người à ui 420 cái này mới 420 thôi mình coi coi mình còn cái gì 600 battery nữa nha mình nhớ là mình có super human nè hôm bữa là super human mình 600 battery nè giờ mình lấy là mình đi qua bên kia mình mình đi qua bên kia lại cũng không sao đâu Rồi nhớ là super human, mình super human mình là ông à, hàng ngoài này thì phải hàng ngoài này nè super human, mình lấy luôn super human mình của mình sáu trăm nè hằng này là hàng lấy cái ấy bình thường thôi là bình thường 400 cái này là để mình luyện thôi nên mình không cần hình như mình nhớ là cái cái chân lửa V2 của mình cũng là 600 nè Ủa, 475 hả? Cái nào 600 ta? Ủa, mình nhớ mình hai hai ba cái 600 lần mà. Cái chân lửa này, chân lửa này 450. Ủa, mình nhớ còn một cái mê mình 600 nữa mà ta. 400. Ủa, vậy là chỉ có một cái melee, mình chỉ có một cái mê mình 600 thôi sao? 400 này là để luyện thôi. Cái đó tay người cá. Ủa, này là cái tay người cá rồi. Đây là cái tay người cá V2 nè cả, cả 2 hai ba trăm sáu vậy là mình mới có một cái battery một cái super của mình là 600 trăm battery hay sao ủa mình nhớ là mình nhiều quá 600 trăm đó mà ta ủa, kìa chết rồi vậy là gọi là lười biến lắm rồi chỉ có vài cái 600 trăm battery thôi mọi người ơi kiếm này cũng chưa mất 600 trăm battery luôn nè cái euro mini hình như là 570 đúng không rồi, lấy cái euro mini ra coi không lẽ mình ít vậy lắm hết vậy luôn hả ta cái euro mini của mình đâu rồi xui xui ta bảo kiếm cây euro mini đâu alo cây bóng tối gì đâu kiếm cô cô giao bóng đó đây đây 570 à vẫn chưa 600 luôn ủa ít 600 thế ui giời ơi à. Ừ. Mình, mọi người đếm nãy giờ sơ sơ mình tính coi à, mình có một cái kiếm một một cái melee 600 nè một cái df 600 nè rồi cái gì nữa ta rồi rồi gì nữa kiếm 600 nè Ủa, có dài cái 600 mà có ba bốn cái à mọi người ơi tính ra là mình ít dữ hả mình ít 600 battery với vậy ta Ủa mình chỉ có vài cái 600 battery thôi Vậy là phải gọi là nếu mà rảnh rảnh là sẽ cài thêm lấy 600 battery chứ vậy là ít quá Chơi 3 4 năm trời mà có mấy cái 600 battery à Còn vài kho đồ thì mình sẽ cho mọi người xem một lượt mọi người coi thử coi đánh giá coi cái kho đồ của mình nó còn thiếu cái gì nha Này Mọi người coi thử coi kho đồ mình thiếu cái gì thì mọi người nói để mình lấy luôn cho nó Full chứ chơi 2 năm trời mà cái kho đồ chưa có Chưa có full full uh, Item thì nó gọi là quá là cùi đúng không mình biết là mình cũng còn thiếu vài thứ nhưng mà mấy cái đó thì mình tự lấy được còn những món đồ ví dụ ở bên C2 hay là những món đồ mà của admin nó giấu đi thì nhiều khi là mình chưa mua hết đó mọi người ạ. À. Đấy. Chưa có mua hết. Còn DF thì uh, DF thì thoải mái rồi, DF mình nhớ không lẽ đi đi DF mình đúng mới có một cái hôm bữa mình vừa luyện là nó 600 thôi sao. Chắc có lẽ là vậy rồi chắc có lẽ là chỉ có một mới có một trái mình luyện 600 thôi trái mua chi mình chưa 600 nữa nè trái mua chi hứa mọi mọi người luyện 600 nhưng mà mình chưa luyện này giờ nó update nó không mua chip được thì thôi buồn luôn đấy quên đây coi cho mọi người coi cái kho kho đế của mình dự trữ được nữa nha ừ hồi nãy cho mọi người coi xem rồi quên cái này cho mọi người xem rồi quên đó thì mọi người thấy cái kho đồ của mình á coi còn đủ hay là thiếu những gì hay là À, hơn mọi người những gì hay là sao thì có thể comment bên dưới nha để cho mình biết để mình đi cài cho nó full luôn chuẩn bị mình chơi update mới luôn update cũ là mình phải full mình mới chơi update mới được chứ cũ mà chưa full đi chơi update mới thì tới chừng mà mình lục lại những món đồ đó thì mình lại không có thì khá là đáng tiếc biết đâu nó lại uh, limited các thứ thì lúc mà mình muốn có nó lại thì khó lắm mọi người à thì uh, chắc uh, mình sẽ đi cài dài món lên 600 battery chạy hạn như trái mochi nè để chuẩn bị cho update còn đây ép thì uh, anh em nào muốn xin trái gì thì thì cứ comment bên dưới biết đâu mình ra server thường mọi mọi người gặp mình thì cứ xin thì mình có thì mình cho mình chỉ giữ là mỗi trái mưu chi thôi. Trái mưu chi nói tưởng nó xin hổm này khi nó vô lấy nó không chịu lấy mọi người à. bực thật sự luôn á đúng là gặp gặp idol idol chenli Gamer gamer với idol baxter đâu có giải đâu chơi game thì ngày nào cũng vô game cũng gặp hết nhưng muốn nói chuyện đâu phải dễ đâu mọi người toàn là kiểu à, à, đi chơi với bạn đi chơi với người yêu không à, có thời gian đâu mà chơi với tụi mình ấy nói đồ vậy thôi chứ tụi nó có công việc riêng anh em ạ ấy thì cái clip mà ngày hôm nay thì mình chủ yếu là cho mọi người xem cái kho đồ của mình nè và mình được bao nhiêu cái mastery và đây ép chỉnh diễn của mình là bao nhiêu trái sau khi mà khoảng thời gian đâu đó mình 3 năm mình chơi lốc rút đó thì à, mọi người à, thấy cái clip này như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nha thì cũng cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian xem clip mình nhé hẹn mọi người những clip sau bye 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 bye